Quang Quý và Tú Trinh mến chào tất cả quý vị khách hàng. Chúng ta đang tiếp tục mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị một người bạn thân thiết trong gia đình của tất cả chúng ta, mang đến những giây phút thư giãn thật là thoải mái cũng như là nghỉ ngơi rất là dễ dàng trong không gian sống của chính gia đình của tất cả chúng ta. Đó chính là sản phẩm nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Gilon quý vị nha. Màu xanh dương vô cùng bắt mắt luôn, cũng như là chất liệu bên ngoài thì được phủ một lớp nhung rất là mềm mại như thế này. Chúng ta có thể là dễ dàng mình bơm hơi và xả van rất là thoải mái, di chuyển cũng như là gấp lại. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị sản phẩm này với mức giá cực kỳ hấp dẫn, 699.000 đồng mà thôi. Và không dừng lại ở đó, chúng tôi còn gửi kèm những món quà cực kỳ hấp dẫn nữa. Đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh mức giá 699.000 đồng, quý vị sẽ có ngay đó chính là một chiếc nệm hơi đơn với thiết kế cực kỳ thẩm mỹ quý vị nha, của thương hiệu Gilon. Bên cạnh đó thì ở đây quý vị cùng nhìn xem nào, mình có thêm rất là nhiều quà tặng đi kèm luôn, đến 3 quà tặng quý vị nha. Đầu tiên quý vị sẽ có ngay đó chính là một bộ bao gồm 2 chiếc gối nằm hơi như thế này đây, màu sắc ngẫu nhiên chúng tôi giao về tận nơi đi kèm với sản phẩm chính về cho tất cả quý vị. Ngoài ra, quý vị sẽ còn có thêm cả một dụng cụ bơm điện nữa. Với dụng cụ bơm điện này quý vị không cần phải dùng sức nè, các chị em phụ nữ như Tú Trinh vẫn có thể dễ dàng bơm đầy khí vào bên trong mỗi sản phẩm nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon, và từ đó mình có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều không gian khác nhau, ở trong nhà, ở ngoài trời, những khi mà chúng ta đi chơi xa nè, cả người lớn tuổi, cả trẻ nhỏ, quan quý hoa đều có thể dễ dàng sử dụng ngay thôi. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nha, để sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay với mức giá 699.000 đồng, cũng như truy cập vào vtvhyundai.vn để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì mình có thể nhìn thấy ở đây đó chính là những tính năng rất là vượt trội của chiếc nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Gilon quý vị nha. Quý vị có thể nhìn thấy rằng là việc mà chúng ta có thể dùng bơm điện quà tặng nè, bơm đầy khí vào bên trong mỗi chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon, và từ từ mình sẽ có cả một chiếc nệm với bề mặt rất là êm ái như vậy luôn, được phủ nhung ở bên ngoài rất là mềm mịn quý vị nha. Thiết kế bên trên bề mặt còn có những thiết kế tổ ong nè, vừa thoáng khí, bên trong có những thiết kế ống khí kết nối cùng với nhau, tạo sự đàn hồi và cả sự lâu bền cho chúng ta sử dụng sản phẩm này trong suốt cả một thời gian dài nữa. Và Quang Quý ơi, Trinh nghĩ rằng ở nhà của mình nha, mà có những người lớn tuổi cần phải nằm thư giãn nè, hay có những em nhỏ thường thích đi bơi chẳng hạn, cả những bạn trẻ thường hay đi ra bên ngoài đi cắm trại cuối tuần, thì đây là sản phẩm rất là cần thiết luôn đó quý. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó chúng ta cũng phải nhấn mạnh về tính tiện dụng đó quý vị nha. Với chiếc nệm hơi như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng, mình có thể bơm hơi vào bằng chiếc máy bơm hơi mà chúng tôi tặng kèm theo của sản phẩm luôn. Như vậy chúng ta khi mà chúng ta không sử dụng nữa, mình chỉ cần tháo ra thôi, gấp gọn lại là chúng ta có thể là mình cất giữ một cách rất là dễ dàng rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm này với mức giá cực kỳ hấp dẫn, đó chính là 699.000 đồng quý vị nha. Và không dừng lại ở đó, chúng tôi còn tặng kèm theo hai món quà, đó chính là thứ nhất là một bộ 2 chiếc gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên gửi kèm đến cho tất cả quý vị, và sau đó thì chúng ta còn được kèm theo đó chính là một chiếc máy bơm, nên mình có thể là dễ dàng và thuận tiện mình bơm ngay những chiếc nệm như thế này, sử dụng ngay trong không gian sống của gia đình tất cả chúng ta. Đúng rồi Quang Quý à, bên cạnh đó thì mình có thể mua về chúng ta gửi làm quà tặng luôn á, cho những người lớn tuổi trong nhà của mình nè, để có thể nằm nghỉ ngơi, hoặc là những khi mà nhà mình có khách đột xuất đó quý vị, vẫn có một không gian vừa thoải mái vừa tiện nghi dành đến cho những vị khách đến nhà của chúng ta quý vị nha. Quý vị yên tâm mà chúng tôi giao trọn bộ sản phẩm này nè, là chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon, kèm thêm bộ 3 quà tặng nữa về đến tận nhà cho quý vị luôn, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Nên quý vị ơi đừng chần chừ nữa nhé, hãy nhanh chóng sở hữu ngay, bởi vì thời gian mua sắm của chúng ta cũng đang dần trôi qua rồi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Gilon quý vị nha. Kích thước 190cm x 135cm với độ dày là 22cm, chất liệu nhựa cao cấp vinyl PVC, van bơm xả 2-in-1 chắc chắn. Và khi mà chúng ta đã có nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon, quý vị sẽ còn an tâm khi sử dụng nữa, bởi vì nệm có thiết kế cấu trúc tổ ong và có nhiều điểm lõm phía bên trên bề mặt nệm quý vị nha, tạo sự thoáng khí luôn. Ở bên trong nệm là các ống khí liên kết với nhau nè, cùng với các điểm lõm trên bề mặt nữa. Còn ở bên ngoài, bề mặt được phủ nhung rất là mềm mại và không thấm nước quý vị ạ, có độ đàn hồi cao và chịu lực rất là tốt. Và bên cạnh đó, sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay, nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Gilon, thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng vệ sinh và gấp gọn quý vị nha, tiết kiệm diện tích nè, sử dụng trong mọi không gian luôn, như là trong nhà, ngoài trời, đi picnic, sử dụng như phao bơi cũng rất là tiện lợi. Nệm hơi đa năng, tiện ích và tiết kiệm. Tiết kiệm là bởi vì với mức giá chỉ là 699.000 đồng mà thôi quý vị nha, bảo hành lên đến là 6 tháng luôn. Tặng cho quý vị chính là 2 chiếc gối hơi nè, có thêm cả một chiếc bơm điện nữa, và 2 gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên. Chúng tôi giao về tận nơi cho tất cả quý vị nhé. Ngay bây giờ hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping.
Quý vị và các bạn thân mến, và vừa nãy thì chắc là quý vị cũng đã vừa tìm hiểu và nhìn một cách trọn vẹn về sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay đúng không ạ? Và bây giờ thì Quang Quý và Tú Trinh đang ngồi trên chiếc nệm hơi đến từ thương hiệu Gilon như thế này, màu xanh dương rất là bắt mắt quý vị nha, cũng như là rất là êm ái và độ đàn hồi rất là cao đúng không Tú Trinh? Và ở trên bề mặt của nó quý vị nha sẽ là một lớp nhung như thế này. Tú Trinh ơi, với một chiếc nệm mà có một lớp nhung như thế này thì Quang Quý tin chắc rằng là mình cũng không cần phải tốn thêm tiền, mình mua ráp giường cũng như là sở hữu thêm những cái vật dụng khác để kết hợp đúng không ạ? Với thiết kế là những cái lỗ tổ ong như thế này quý vị nha, đó, lồi lõm như thế này, đó, khi mà chúng ta có thể là mình nằm trong những ngày hè thì sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy vô cùng thoáng mát. Và bên cạnh đó thì hệ thống ở bên trong chiếc nệm hơi như thế này cũng có rất là nhiều hệ thống ống hơi quý vị nha, kết nối cùng với nhau để làm tăng độ đàn hồi trong chiếc nệm của tất cả chúng ta, giúp cho tất cả chúng ta khi mà mình nằm trên chiếc nệm này nè cảm thấy là vô cùng dễ chịu, thoải mái, đặc biệt là phần lưng của mình, nhất là đối với ông bà cha mẹ hoặc là những người lớn tuổi trong gia đình của tất cả chúng ta ở Tú Trinh, mình cũng có thể là nằm một cách rất là thoải mái. Đúng rồi thưa quý vị, và như quý vị thấy rằng là chiếc nệm của chúng ta có màu sắc rất là đẹp mắt như vậy đúng không ạ? Màu xanh dương quý vị nha, cho nên là tính thẩm mỹ rất là cao rồi. Nên quý vị có thể yên tâm một điều rằng là khi mà chúng ta để trong nhiều không gian khác nhau, mình chẳng cần phải có một tấm ráp nệm nữa, vẫn có thể để ngay chiếc nệm này từ ngoài trời nè, từ trong nhà nè, hay là cả những chuyến đi xa của chúng ta nữa quý vị nha. Đồng thời là quý vị quan sát thấy là sản phẩm của mình sẽ có kích thước rất là hợp lý đúng không ạ? Với độ dài của chiếc nệm là 190cm nè, kết hợp cùng với lại bề ngang của nệm là 135cm nữa, và cả độ dày của nệm là 22cm luôn. Cho nên là khi mà chúng ta đặt trong nhiều không gian đó quý vị, vẫn có được sự tinh tế, đồng thời là dễ dàng phù hợp cho nhiều không gian khác nhau. Bề mặt phủ nhung rất là mềm mại quý vị nha. Còn bây giờ thì Quang Quý ơi, ở ngay trên chiếc nệm hơi lên của thương hiệu Gilon này nè, có rất nhiều những chiếc bình nước mà với tổng trọng lượng á thì có thể rất là lớn nha quý vị, bởi vì chiếc nệm của chúng ta có khả năng chịu tải trọng lên đến là 270kg luôn. Wow, nhiều khi thì Quang Quý nghe tới việc là một chiếc nệm hơi thì chúng ta không biết là mức độ chịu đựng tải trọng của nó như thế nào đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng tôi đã thí nghiệm cho tất cả quý vị rồi, những bình nước rất là nặng quý vị nha, nhưng mà chúng tôi đã để sẵn ở trên chiếc nệm hơi như thế này vẫn cảm thấy rất là thoải mái và tự tin luôn, với chiều tải trọng lên tới là 270kg. Như vậy thì Tú Trinh ơi, trong gia đình của mình nè, ba mẹ nè hay là con cái, chúng ta có thể là cùng nằm trên chiếc nệm này, mình vui đùa cùng với nhau rất là thoải mái đúng không ạ? Và đúng bên rồi. Cạnh đó khi mà chúng ta mong muốn sử dụng thì chiếc nệm này cũng có một van xả cũng như là van chúng ta có thể bơm vào rất là tiện lợi quý vị ạ. Đó, ở đây đó, Quang Quý đã thể là chỉ cho tất cả quý vị cùng thấy đây, là van bơm xả 2-trong-1 với đường kính khá là lớn như thế này sẽ giúp cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta mình có thể là mình bơm hơi vào nè cũng như là mình xả một cách rất là dễ dàng, không cần tốn nhiều thời gian hay là công sức đâu quý vị nha. Và chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay là chiếc máy bơm của tất cả chúng ta, là món quà mà chúng tôi gửi kèm trong chương trình ngày hôm nay, để mình bơm ngay những chiếc nệm hơi như thế này dành cho những thành viên trong gia đình của mình cũng cảm thấy rất là thoải mái trong những lúc mà chúng ta có thể là sử dụng ngay tại nhà của mình nè, hay là mình đi chơi, mình đi picnic, mình cũng có thể là mang theo rất là dễ dàng đúng không Tú Trinh? Đúng rồi Quang Quý ơi, và Trinh nghĩ rằng là khi mình có sản phẩm này đó quý vị, không chỉ là chúng ta để ngay trong nhà của nhà mình luôn, ví dụ như nhiều khi mà nhà mình có khách ở dưới quê lên chơi nè quý vị, hay là từ xa đến thăm gia đình của mình mà mình không có nhiều không gian đúng không ạ? Không sao cả, quý vị có thể lấy ngay chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon này với thiết kế rất là tinh tế như thế này đây, đồng thời có bơm điện đi kèm nữa, mình dễ dàng bơm đầy khí vào bên trong và sau đó quý vị sẽ có ngay một không gian nghỉ ngơi thật là an toàn và tiện nghi dành đến cho những người thân của mình. Hoặc là nhiều khi đó Quang Quý, Trinh thấy là nhà của mình nha, vào mùa hè là mọi người thường hay đi bơi nè, đi biển nè, khi mà các em nhỏ của nhà mình mà đến hồ bơi và biển đó quý vị, thường thích một chiếc phao đúng không ạ? Thì ở đây quý vị có thêm một chiếc nệm hơi đơn này nè, cả nhà của mình luôn, hai ba em nhỏ cùng ngồi ngay trên bề mặt của chiếc nệm hơi đơn Gilon và rất là thoải mái nè, vừa có thể là bơi nhẹ nhẹ trên mặt hồ bơi và có thể là tận hưởng cảm giác rất là thoải mái khi đi biển nữa. Hoặc là nhiều khi những bạn trẻ như Trinh và Quý chẳng hạn, đôi khi là chúng ta có những chuyến đi leo núi hoặc là nhiều khi chúng ta đi cắm trại nè, có một chiếc nệm hơi đơn như vậy kết hợp cùng với một chiếc lều ngủ là quý vị sẽ có ngay luôn một nơi vừa nghỉ ngơi an toàn và tiện lợi rất là đẹp mắt nữa. Nhưng mà quý vị nghĩ xem, khi mà chúng ta đầu tư một khoản chi phí chỉ là 699.000 đồng thì thật sự đây là một khoản chi phí rất là tiết kiệm đó quý vị, để chúng ta đầu tư một lần sử dụng dài lâu. À, Quang Quý nhìn xem, một chiếc lều ngủ kết hợp cùng với nệm hơi thì rất là tuyệt vời đúng không? Đúng rồi thưa quý vị, và khi mà chúng ta kết hợp như vậy thì mình rất là dễ dàng và thuận tiện trong rất là nhiều đúng những rồi. Mục đích khác nhau đúng không ạ? Chất liệu thì làm bằng gì ạ? Đó chính là vinyl PVC và chất liệu nhựa này vô cùng cao cấp cũng như là đúng không rồi. Gây ảnh hưởng đến làn da của tất cả chúng ta quý vị nha. Kèm theo đó là một lớp phủ nhung như thế này sẽ cảm thấy là chúng ta rất là tiện lợi và thoải mái luôn. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị mức giá cực kỳ hấp dẫn, 699.000 đồng mà thôi. Và không dừng lại ở đó, Tú Trinh ơi, chúng ta còn có những món quà cực kỳ hấp dẫn. Kèm theo đó chính là hai chiếc gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên chúng tôi sẽ giao đến cho tất cả quý vị. Và ngoài ra nữa, để chúng ta có thể là dễ dàng và thuận tiện hơn, chúng tôi còn gửi kèm một món quà, đó chính là một chiếc máy bơm với chị em phụ nữ như là Tú Trinh
cũng có thể là rất là dễ dàng mình bơm hơi đúng không ạ? Dễ dàng sử dụng, dễ dàng gấp lại luôn. Ngày hôm nay hãy nhanh chóng nhấc máy lên và sở hữu cùng với chúng tôi trọn bộ sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình rồi. Hãy nhanh tay nhấc máy lên cũng như là chúng ta có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn. Và cách thức thứ ba đó chính là chúng ta tải ngay ứng dụng VTV Hyundai về, chạm nhẹ sở hữu toàn bộ sản phẩm này vào đến 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và như quý vị cũng thấy là với những cách thức đặt hàng rất là đơn giản như vậy, nhưng mình sẽ có ngay một sản phẩm nệm rất là tiện lợi đúng không ạ? Và khi mà quý vị cùng quan sát kỹ hơn về trọn bộ sản phẩm quà tặng của chúng ta ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là an tâm quý vị nha. Chưa kể là sản phẩm quà tặng này chúng ta còn kết hợp cùng với lại sản phẩm chính của mình. Bởi vì sao ạ? Quý vị sẽ có ngay đó chính là hai chiếc gối nằm hơi như thế này, và hai chiếc gối nằm hơi này sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, những màu sắc ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ giao về tận nơi cho tất cả quý vị luôn nha. Cả hai chiếc gối của chúng ta rất là êm ái luôn và còn có độ đàn hồi tốt nữa. Có hai chiếc gối nằm hơi rồi thì quý vị sẽ còn có thêm đó chính là một dụng cụ bơm điện nữa. Và với chiếc máy bơm điện này là quý vị, mình không có cần đó chính là phải dùng sức gì cả luôn quan quý à. Đôi khi là những chị em phụ nữ như Tú Trinh nha, chỉ cần kết nối ngay chiếc máy bơm điện đó cùng với lại là phần van đi kèm thôi, và sau đó mình chỉ cần chúng ta sử dụng thật là nhẹ nhàng, bơm đầy lên là mình đã có được cả một chiếc nệm như vậy rồi. Và nệm của chúng ta có độ ngang đó chính là 135 cm và chiều dài lên đến là 190 cm luôn, và các độ dày là 22 cm nữa. Cho nên là với kích thước này rất là lý tưởng quý vị nha. Cả hai người nè, hoặc là cả bố mẹ và cả các con của mình cũng có thể nằm thoải mái thư giãn với nhau đó quan quý. Còn với cái độ dày là 22 cm thì rất là an toàn, khoảng cách từ mặt đất cho đến là bề mặt của nệm quý vị nha. Và nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là màu xanh này nó rất là đẹp mắt rồi thì tất nhiên quý vị không cần phải mua thêm cả một tấm wrap bọc nệm nữa. Hãy để ngay chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Geelong này ở trong nhiều không gian khác nhau. Và thậm chí Trinh thấy là ở trong nhiều resort hay là những khách sạn nhà hàng đó quan quý à, có nhiều người cũng đã trang bị ngay sản phẩm này bởi vì nhu cầu sử dụng của những thực khách rất là cao luôn đó. Đúng rồi thưa quý vị, và như vậy chúng ta cũng có thể là cảm thấy là rất là tiện lợi khi sở hữu trọn bộ sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Mức giá cực kỳ hấp dẫn so với việc chúng ta đầu tư một tấm nệm bình thường đúng không ạ? Mức giá ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị 699.000 đồng, và không dừng lại ở đó còn tặng kèm theo những món quà, đó chính là hai chiếc gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên, và chúng tôi còn tặng kèm thêm nữa đó chính là một chiếc máy bơm điện rất là dễ dàng và thuận tiện luôn. Nhanh tay nhấc máy lên, thời gian không còn nhiều rồi quý vị ơi. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng một lần nữa khi mà chúng ta cùng điểm qua những công dụng của chiếc nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Geelong này thì quý vị thấy rằng rất là tiện lợi đúng không ạ? Nào là mình có thể là sử dụng một cách dễ dàng, chỉ cần kết hợp với quà tặng của chúng tôi là chiếc máy bơm điện mà thôi. Sau đó thì quý vị có thể là để được ở trong nhiều không gian khác nhau, ở trong nhà của mình nè, ở trong phòng ngủ nè, trong văn phòng làm việc, rồi khi chúng ta đi chơi xa, đi picnic, đi cắm trại, hoặc là cả những chuyến đi biển vào mùa hè nữa, rất là tiện lợi quý vị ạ. Nệm của chúng ta vừa gọn gàng vừa dễ dàng sử dụng với chất liệu cao cấp là vinyl PVC và không thấm nước quý vị nha. Ở bên trên bề mặt nệm còn được phủ thêm một lớp nhung mềm mịn với màu xanh dương rất là nổi bật luôn. Cho nên Trinh nghĩ rằng sản phẩm này không chỉ tiện lợi đâu quý vị, mà còn có tính thẩm mỹ cao nữa. À, nếu là quan quý, quý có mua ngay sản phẩm này để mà sử dụng không nha? Mọi người nghĩ tất nhiên đây cũng là một nhu cầu rất là cần thiết trong gia đình của tất cả chúng ta rồi đúng không ạ? Vừa tiện lợi nè, vừa thoải mái dễ dàng sử dụng luôn, cũng như là với mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay, chỉ với 699.000 đồng mà thôi, chúng ta đã có ngay đó chính là một chiếc nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Geelong quý vị nha. Và không dừng lại ở đó, chúng tôi còn tặng kèm đến cho tất cả quý vị đó chính là hai chiếc gối hơi. Hai chiếc gối hơi như thế này thì chúng ta có thể là mình kết hợp cùng với chiếc nệm ở Tú Trinh, như lúc mà mình nằm mình có thể kê ngay phần cổ của mình nè, cùng với phần hơi ở bên trong á, sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy là dễ chịu và thoải mái hơn rất là nhiều, mang đến những giấc ngủ cũng như là những giây phút thư giãn thật là thoải mái cùng với những thành viên trong gia đình của mình. Và bên cạnh đó, chúng ta còn lo hay là lăn tăn tới việc là mình phải bơm hơi như thế nào đúng không ạ? Quý vị đừng lo, chúng tôi còn gửi kèm cho tất cả quý vị một chiếc máy bơm hơi nữa, cho đến là ngay cả những chị em phụ nữ như Tú Trinh thì chúng ta cũng có thể dễ dàng mình bơm hơi vào chiếc nệm này và sử dụng đúng không ạ? Đúng rồi đó quý ơi, rất là tiện lợi luôn đó quý vị. Và Trinh nghĩ rằng sản phẩm này phù hợp cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình luôn đó quý vị. Từ những người lớn tuổi cần phải nằm thư giãn vào buổi trưa chẳng hạn, những em nhỏ cần có một chiếc nệm hơi đơn như vậy là nổi trên mặt nước khi mà đi bơi, và cả những bạn trẻ thường xuyên đi cắm trại, đi chơi bên ngoài nữa. Mức giá hấp dẫn và có thêm bộ ba quà tặng giao về tận nơi quý vị nhé. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị khách hàng thân mến, thời gian không còn nhiều đâu ạ. Hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Geelong.
phía trước 190cm x 135cm và độ dày là 22cm. Chất liệu nhựa cao cấp vinyl PVC, van bơm xả 2-in-1 vô cùng chắc chắn và tiện lợi luôn. Và bên cạnh đó thì sản phẩm nệm hơi đơn của thương hiệu Silon còn có thiết kế là cấu trúc tổ ong với nhiều điểm lõm phía bên trên quý vị nha. Ở bên trong lòng nệm là các ống khí nè, liên kết với các điểm lõm bên trên bề mặt tạo sự thoáng khí và có độ đàn hồi cao luôn. Bề mặt bên ngoài được phủ nhung mềm mại và không thấm nước quý vị nha. Sản phẩm có độ đàn hồi cao và chịu lực tốt nữa. Sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Silon, thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng vệ sinh và gấp gọn nè, tiết kiệm diện tích luôn. Chúng ta có thể sử dụng trong mọi không gian nè, trong nhà, ngoài trời, đi picnic hay là sử dụng như một chiếc phao bơi cũng rất là dễ dàng và thuận lợi. Nệm hơi đa năng, tiện ích và tiết kiệm. Tiết kiệm bởi vì mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị à, 699.000 đồng mà thôi quý vị nha. Nhận tặng ngay quà tặng là hai chiếc gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nơi luôn. Có thêm cả một chiếc bơm điện nữa. Một sản phẩm mang lại cảm giác thoải mái và êm ái khi chúng ta nằm mỗi ngày quý vị nha. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ cùng VTV Hiện Đại Home Shopping. Quý vị thân mến, như vậy là với những chia sẻ vừa rồi của Tú Trinh và Quang Quý thì quý vị cũng thấy rằng là khi chúng ta đầu tư một lần với mức giá là 699.000 đồng đã sở hữu ngay nệm hơi đơn của thương hiệu Silon. Ngoài ra quý vị sẽ còn được nhận tặng thêm rất là nhiều quà tặng nha. Và Trinh nghĩ rằng cũng có nhiều khách hàng thắc mắc về những sản phẩm quà tặng của chúng ta đấy ạ. Sản phẩm quà tặng của mình rất là phù hợp luôn khi mình có thể kết hợp ngay với lại sản phẩm chính nữa. Và Quang Quý nhìn xem, mình sẽ có ngay là hai chiếc gối nằm hơi nè, màu sắc ngẫu nhiên và có cả thêm một chiếc bơm điện cao cấp nữa đó. Như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy rất là tiện lợi quý vị nha, trọn bộ sản phẩm là món quà tặng ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Quà tặng có đến 3 món, bao gồm là hai chiếc gối như thế này. Chúng ta có thể là kết hợp cùng với chiếc nệm của chúng ta nè, mình kê ở dưới phần cổ cũng như là phần đầu của mình nè, mang đến những cái sự kê gối rất là thoải mái cũng như là thoáng mát luôn, mang đến những giấc ngủ hay là những cái cảm giác thư giãn thật là dễ chịu cùng với những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta. Và bên cạnh đó, sản phẩm nệm của chúng tôi ngày hôm nay mình có thể là sử dụng, mình áp dụng với rất là nhiều những mục đích khác nhau quý vị nha. Và đặc biệt trong đó Quang Quý rất là thích là mình có thể mang theo để mình đi picnic, đúng không Tú Trinh? Đúng rồi Quang Quý ơi, mình có thể dễ dàng mang theo bất cứ lúc nào khi mà chúng ta cần trong nhiều không gian khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ thì Quang Quý cũng như là tất cả quý vị có thể nhìn thấy là ở đây nè, mình có thể nhìn thấy đó chính là cả một chiếc lều ngủ như thế này khi mà chúng ta đi cắm trại bên ngoài, đúng không ạ? Lều ngủ của mình đã có rồi nhưng ở bên trong mình cần một cái mặt phẳng vừa êm ái vừa tiện nghi khi mà chúng ta sử dụng nữa, thì ở đây quý vị sẽ có ngay sự kết hợp từ chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Silon ở bên trong quý vị nha. Mình chỉ cần dùng bơm điện quà tặng, chúng ta bơm đầy hơi nhẹ nhàng mà thôi là bên trong mình có một không gian rất là êm ái và mềm mại rồi, với bề mặt màu xanh dương được phủ nhung mềm mịn quý vị nha. Ở bên ngoài thì mình đã có ngay cả một chiếc lều ngủ như vậy. Và Trinh nghĩ rằng là khi mà quý vị nhìn thấy ngay hình ảnh này thì cả nhà của mình đã có thể bắt đầu nghĩ ngay về những chuyến đi chơi xa cùng mọi thành viên trong gia đình của mình nè. Còn nệm của mình có thiết kế rất là tiện lợi phải không Quý, cả về chiều cao nè, cả về bề ngang và cả về độ dày nữa đó. Đúng rồi thưa quý vị, với kích thước là 135cm x 190cm và độ dày đó chính là 22cm sẽ giúp cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta mình có thể là mình nằm trên chiếc nệm này rất là thoải mái luôn quý vị ạ. Và bên cạnh đó, ở bên phía bên trong sẽ có hệ thống ống hơi kết nối cùng với những phần lõm theo dạng là tổ ong như thế này. Đúng sẽ rồi. Làm tăng độ đàn hồi của chiếc nệm của tất cả chúng ta khi mà Quang Quý ngồi lên như thế này nè. Đó, nhúng cảm thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Đặc biệt là với việc là những bé trong nhà của mình á rất là thích những cái sản phẩm như thế này đúng không Tú Trinh? Đúng rồi thưa quý vị, và khi mà chúng ta chạm tay lên bề mặt này đó quý vị yên tâm nhé. Chất liệu là nhựa vinyl PVC cao cấp không thấm nước luôn, đồng thời được phủ ngay bề mặt nhung rất là mềm mịn như vậy và khi mà chúng ta chạm vào rất là êm ái luôn quý vị ạ. An toàn cho mọi loại da luôn nha. Ở bên trên có thiết kế là bề mặt tổ ong lõm xuống như vậy nữa, giúp cho có sự thoáng khí nè, nằm không có bị nóng ở phần lưng của mình. Nhưng ở bên trong đặc biệt là có nhiều ống khí cùng liên kết với nhau quý vị ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh việc chúng ta nằm mình có thể là cảm thấy là vô cùng thoáng mát thì điều quan trọng của một chiếc nệm cũng chính là tính đàn hồi đúng không ạ? Với hệ thống ống khí ở bên trong như thế này kết nối với từng điểm theo là cái thiết kế tổ ong như thế này sẽ giúp cho tất cả chúng ta mình cảm thấy rất là thoải mái luôn, cũng như là tạo nên cái sự đàn hồi trong gia đình của những thành viên trong gia đình của mình á, thì những bé nhỏ nè mình thích là hay là ngồi lên những chiếc nệm như thế này mình nhúng đúng không ạ? Thì tuy nhiên là ở bên trong cũng đã có hệ thống ống hơi như thế này, có độ đàn hồi sẽ làm tăng tính cảm giác là thú vị cũng như là cảm giác dễ chịu cho chúng ta khi mà chúng ta nằm trên chiếc nệm này đúng không ạ? Và không dừng lại ở đó, tải trọng của chiếc nệm ngày hôm nay lên tới là 270kg là Tú Trinh. Wow, 270kg thì quý vị có thể hình dung xem là cả nhà của mình, ví dụ như trọng lượng của Trinh và Quý đi, khi mà hai chúng ta cộng lại thì cũng đã là hơn 100kg rồi. Đúng nè rồi. Cả hai em nhỏ của nhà mình nữa thì cũng chưa tới 270kg đâu quý vị. Cho nên là cả nhà của mình luôn có thể thoải mái, vừa ngồi thư giãn nè, có thể là nhún nhảy luôn nha, và có thể là nằm nghỉ ngơi ở ngay trên chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Silon như vậy. Và Quý có biết không, điều mà Trinh thích nhất đó chính là tính thẩm mỹ rất là cao trong thiết kế. Nên đôi khi với màu xanh đẹp mắt và có phủ nhung nổi bật như vậy rồi, Trinh không cần
phải mua thêm cả một tấm ráp bọc nệm đâu quý vị, mà vẫn có thể tự tin đặt ngay chiếc nệm hơi lên của thương hiệu Silong này ở trong nhiều không gian khác nhau luôn, từ ở trong nhà ở của mình nè, phòng ngủ, phòng làm việc, rồi chúng ta đi ra bên ngoài đi chơi, đi cắm trại nữa cũng rất là tiện lợi đó quý vị. Chưa kể là còn có thêm những cái quà tặng để mà chúng ta kết hợp cùng với lại chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Silong. Nên đôi khi quý vị đừng lo lắng nhiều, mà chúng ta hãy đầu tư một mức giá thật là hợp lý ngày hôm nay quý vị nha. 699.000 đồng cho một chiếc nệm hơi đơn sử dụng lâu dài, và tất nhiên có thêm những quà tặng hấp dẫn như vậy nữa. Đúng rồi đó quý vị, quà tặng đầu tiên đó chính là hai chiếc gối hơi như thế này quý vị nha. Với chiếc gối hơi như thế này thì bên trong cũng đã được bơm đầy khí rồi. Như vậy là khi mà chúng ta nằm lên ở tủ trên, mình cũng có cảm thấy rất là dễ dàng và dễ chịu cho phần cổ của tất cả chúng ta. Với màu sắc chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên đến cho tất cả quý vị nha. Mình có thể là mình kết hợp cùng với chiếc nệm hơi ngày hôm nay, mang đến những phút giây thư giãn thật là thoải mái cùng với những thành viên trong gia đình của mình trong những chuyến đi picnic nè, hay là trong những chuyến đi du lịch nè. Thậm chí là chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay tại nhà của mình luôn, cũng cảm thấy là vô cùng dễ chịu. Mình có thể là mình kết hợp với rất là nhiều những màu sắc khác nhau đúng không Tú Trinh? Và không dừng lại ở đó, trong chương trình ngày hôm nay, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta nghe nói đến là việc là chúng tôi đang giới thiệu sản phẩm là chiếc nệm hơi, thì mình nghĩ ngay tới chuyện là làm sao để mình bơm hơi đây, chắc là tốn công lắm đúng không Tú Trinh? Đúng rồi, và Trinh cũng nghĩ giống như quý vậy đấy, mà quý vị cứ yên tâm nha, làm sao để mình có thể bơm đầy hơi, bơm đầy khí vào bên trong chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Silong ạ. Không cần phải lo lắng quý vị nha, bởi vì ở ngay sản phẩm quý vị sẽ cùng quan sát đó chính là sẽ có phần van đi kèm với lại chiếc máy bơm điện chúng tôi tặng kèm cho quý vị nữa. Khi mà sử dụng đó quý vị, mình chỉ cần kết nối với nguồn điện mà thôi. Sau đó mình kết nối phần máy bơm điện này cùng với lại phần van được thiết kế ở ngay trên bề mặt, tức là ở bên hông của mỗi chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Silong quý vị nha. Rồi cứ từ từ là chúng ta có thể dễ dàng tác động lực vào bên trong và bơm đầy khí hoặc là đầy hơi vào bên trong quý vị nha. Sau đó thì quan quý thấy rằng là cả những chị em phụ nữ như Tú Trinh nè cũng có thể là dễ dàng sử dụng ngay luôn, mà mình không có cần phải mất thời gian quý vị ạ. Nên ngay bây giờ quý vị ơi, hãy sở hữu ngay cùng với chúng tôi nha quý vị, bởi vì mức giá rất là hấp dẫn đấy ạ. 699.000 đồng chúng tôi giao sản phẩm này về tận nơi luôn, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước, nhận tặng thêm hai chiếc gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên đi kèm, có thêm cả một chiếc máy bơm điện nữa. Số lượng quà tặng rất có hạn và chỉ áp dụng trong chương trình này mà thôi. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay bây giờ cùng VTV Huyền Đài Home Shopping nha quý vị. Thời gian mua sắm không còn nhiều nữa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian không còn nhiều nữa quý vị nha, hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm của chương trình ngày hôm nay, đó chính là sản phẩm nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Silong màu xanh dương. Như vậy thì chúng ta rất là dễ dàng mình kết hợp với rất là nhiều những không gian sống khác nhau cũng như là những mục đích khác nhau. Mình có thể là sử dụng ngay tại nhà của mình nè, khi mà mình có khách đến nhà, hay là chúng ta cũng có thể mang theo đến cơ quan làm việc của mình luôn. Những lúc mà mình cần nghỉ ngơi, mình chỉ cần bơm hơi vào rất là dễ dàng và thuận tiện. Hay là bên cạnh đó, với những gia đình chúng ta có trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi, mình cũng có thể là dễ dàng mình sử dụng sản phẩm của chương trình ngày hôm nay. Và không chỉ vậy đâu quý vị ạ, trong những chuyến đi du lịch nè, những chuyến đi cắm trại hay là những chuyến đi picnic thì chúng ta cũng rất là dễ dàng mình mang theo bên mình. Khi mà chúng ta cần sử dụng thì như thế nào ạ? Sở hữu ngay là chiếc máy bơm của chúng tôi là quà tặng kèm trong chương trình ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta chỉ cần bơm hơi vào sử dụng một cách vô cùng thoải mái và dễ dàng cùng với chiếc nệm hơi đơn màu xanh dương đến từ thương hiệu Silong. Và với chiếc nệm hơi đơn có màu xanh dương được phủ nhung mềm mịn của thương hiệu Silong này, thì tôi Trinh nghĩ đó quý vị, là giống như quý vị là mình quan sát thấy là thiết kế đẹp mắt và thẩm mỹ cao, cho nên là chúng ta thứ nhất không cần phải đầu tư thêm cả một bộ ráp giường, vẫn có thể là sử dụng ngay chiếc nệm này ở trong nhiều không gian khác nhau. Và tính đa năng ở chỗ là mình dùng ở trong nhà nè hay ở ngoài trời đều được quý vị nhé. Những chuyến đi chơi xa, những chuyến đi cắm trại nè, kết hợp với một chiếc lều ngủ là có một không gian nghỉ ngơi cực kỳ an toàn luôn. Hay là cả những chuyến đi biển và cả đi bơi hồ nữa của những em nhỏ trong gia đình của mình, cũng có một chiếc nệm hơi đơn mà có thể thả nổi ở ngay trên bề mặt nước như vậy nữa. Những người lớn tuổi trong gia đình của mình cũng có thể là bơm đầy hơi chiếc nệm này và chúng ta trải ra, chúng ta nằm nghỉ ngơi vào những buổi trưa rất là tiện lợi nha quý vị. Sản phẩm nhận ngay những quà tặng hấp dẫn đi kèm như sau: hai chiếc gối hơi có màu sắc ngẫu nhiên, màu nào cũng đẹp hết, chúng tôi giao về tận nơi cho quý vị luôn. Có thêm cả một chiếc máy bơm điện nữa, để không cần phải mất quá nhiều sức lực của mình, vẫn có thể dễ dàng bơm đầy hơi vào bên trong mỗi chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Silong quý vị nha. Và tất nhiên mức giá 699.000 đồng là rất là hấp dẫn luôn. Chúng tôi còn giao hàng về tận nơi cho quý vị nữa, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước luôn. Quý vị ơi, thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Silong, kích thước 190cm x 135cm với độ dày là 22cm quý vị nha. Chất liệu nhựa cao cấp Vidin PVC và anh bơm xả 2 trong 1 vô cùng chắc chắn.
Và với thiết kế có cấu trúc tổ ong cùng nhiều điểm lõm ở ngay trên bề mặt nệm sẽ tạo được sự thoáng khí khi chúng ta nằm với nệm hơi đơn chì lông quý vị nha. Bởi bên trong nệm là các ống khí liên kết các điểm lõm trên bề mặt là tăng sự đàn hồi luôn. Bề mặt được phủ nhung mềm mại và không thấm nước nữa. Một sản phẩm có độ đàn hồi cao và chịu lực tốt. Sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Gilon, thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng vệ sinh và gấp gọn lại nè, tiết kiệm diện tích, sử dụng trong mọi không gian khác nhau, trong nhà, ngoài trời, picnic hay là sử dụng như phao bơi, nệm hơi đa năng, tiện ích và tiết kiệm. Mức giá rất là tiết kiệm như quý vị cũng đã chia sẻ với nhau đó, 699.000 đồng, nhận tặng ngay đó chính là hai gối hơi với màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nơi, thêm một chiếc bơm điện tiện lợi đi kèm quý vị nha. Sản phẩm nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon mang lại cảm giác thoải mái và êm ái khi chúng ta nằm mỗi ngày quý vị ạ. Quý vị khách hàng thân mến, từ nãy tới giờ khi mà đồng hành cùng với Quang Quý và Tú Trinh thì chúng ta cũng có thể thấy là mức độ tiện lợi của chiếc nệm hơi đơn đến từ thương hiệu Gilon của chúng tôi rồi đúng không ạ? Màu xanh dương vô cùng bắt mắt luôn, cũng như là việc chúng ta có thể là sử dụng rất là thoải mái trong những hoàn cảnh khác nhau, kích thước 135cm x 190cm và không dừng lại ở đó, độ dày lên tới 22cm. Bên trong thì có là hệ thống ống khí giúp cho chúng ta tăng tính đàn hồi nè. Bề mặt được phủ nhung rất là mềm mại cũng như là êm ái, cũng như là có những cái cấu trúc hình tổ ong ở Tú Trinh. Khi mà mình nằm lên mình cảm thấy vô cùng và dễ chịu và thoáng mát đúng không ạ? Đúng rồi Quang Quý ơi, và Trinh nghĩ rằng là sản phẩm này nha là phù hợp với mọi gia đình luôn. Ở trong nhà của mình có những người lớn tuổi, có những em nhỏ nè quý vị, có những bạn trẻ thường hay đi chơi bên ngoài và cả những gia đình mà có đầy đủ là bố mẹ và các con nữa. Một chiếc nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon dễ dàng sử dụng với phần van kết hợp cùng với máy bơm điện quà tặng đi kèm, bơm đầy khí vào bên trong là có ngay cả một bề mặt rất là êm ái và mịn màng như vậy. Kết hợp cùng với một chiếc lều ngủ như thế này, mình có thể đi cắm trại qua đêm rất là an toàn và tiện lợi quý vị nha. Mức giá mà quý vị đầu tư trong khoảng thời gian phát sóng còn lại không còn nhiều đâu ạ. À. Chỉ còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi Quang Quý à, là 699.000 đồng mà thôi. Mà quý vị yên tâm nha, chúng tôi giao về tận nơi cho quý vị luôn. 63 tỉnh thành trên cả nước miễn phí giao hàng. Đồng thời, bộ quà tặng chúng ta nhận kèm thêm cũng rất là tiện lợi. Đúng rồi đó quý vị, sản phẩm kèm thêm của chúng ta ngày hôm nay những món quà cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Đầu tiên phải kể đến đó chính là hai chiếc gối hơi mà Quang Quý và Tú Trinh đang cầm trên tay đây quý vị ạ. À. Với hai chiếc gối hơi như thế này với màu sắc ngẫu nhiên, chúng ta có thể là kết hợp với rất là nhiều những chiếc nệm khác nhau quý vị nha, mà màu nào ngẫu nhiên cũng đẹp, cũng rất là thoải mái để cho tất cả chúng ta có thể là mình nằm nè, mình gối phần cổ của mình lên, phần hơi ở bên trong đàn hồi rất là êm ái như thế này sẽ giúp cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta, dù là người lớn tuổi nè hay là những bạn trẻ hay là trẻ nhỏ, mình cũng có thể là mình sử dụng một cách vô cùng thoải mái luôn. Và bên cạnh đó đừng ngần ngại về vấn đề chúng ta phải bơm hơi vào chiếc nệm này, tại vì chúng tôi còn tặng kèm thêm một món quà nữa, đó chính là chiếc máy bơm điện đi kèm quý vị nha. Và với máy bơm điện này chỉ cần kết nối ngay cùng với lại phần van ở ngay bên hông của mỗi chiếc nệm là mình có thể bơm đầy hơi mà thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nhưng mà quý vị vẫn đủ ngay để chúng ta thực hiện một cuộc gọi và sở hữu nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon quý vị nhé, nhận thêm 3 quà tặng hấp dẫn đi kèm. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Tú Trinh và Quang Quý chúc cho quý vị sẽ luôn luôn có được những giây phút thư giãn nghỉ ngơi thật là trọn vẹn và thoải mái cùng với nệm hơi đơn của thương hiệu Gilon quý vị nhé. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng VTV Phim Đài Hồng Shopping. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các chương trình hấp dẫn tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvvinda.vn.